Nhà mình tối nay chuẩn bị ngắm hoa quỳnh nở nữa nha cả nhà, cho nên là bây giờ giấc này là 12 giờ trưa. Mình biết tối nay sẽ trổ cho nên là mình ra mình quay trước cho cả nhà coi 12 giờ trưa nó sẽ như thế này ha. Đó. Mà ngắm nhiều lần cho nên mình biết rồi. Rút kinh nghiệm là biết rồi. Khi thấy mà cái nhị nó bung bung như vậy. Đó. Những cái cánh hoa nó bung bung như vậy là tối nay nó sẽ trổ nè. Đó. Nè. Cái này cũng tối nay sẽ trổ đó cả nhà. Đó. Này luôn. Tối nay là ít nhất là 10 bông. Nè. Cái này cũng tối nay trổ luôn ha. Này nữa. Đó. Cái này luôn. Với ba cái này luôn. Cái này thì là bữa hổm nó bị gãy một cuốn Ina làm gãy một cái nhị. Đó. Thì mình sẽ review cho cả nhà coi nè. Ví dụ như thằng này là chưa nha. Em này chưa tại em này còn nhỏ, em này còn khép nhiều lắm. Ba em này chưa, nhưng mà này là đó. Này là sẽ tối nay trổ. Đây, tại vì khi mình thấy cái nhị á nó xòe ra như vậy là biết tối nay là nó sẽ trổ lắm. Dưới này nữa. Dưới này nữa nè, phía trong nè. Phía trong này. Phía trong này tối nay luôn. Dưới đây. Cái này cũng chưa luôn nha. Cái này chừng 2 3 ngày. Đó. Ừ, cái này cũng 2 3 ngày nữa mới trổ. Đó. Khi mà nó chưa đó là mình nhìn dễ biết lắm. Cái này nè. Nó nhọn tim luôn, nó kín mít à. Đó là chưa trổ. Nhưng mà một khi mà nó đã hở như vậy rồi là tối nay nó trổ hết. Nguyên cái vàng bên đây là tối nay trổ sắp hết luôn rồi. Đó. Bây giờ tối mình mới quay tiếp nha cả nhà. Xin chào cả nhà. Nhà mình tối nay chuẩn bị ngắm hoa quỳnh nở nữa nha cả nhà, cho nên là bây giờ giấc này là 12 giờ trưa. Mình biết tối nay sẽ trổ cho nên là mình ra mình quay trước cho cả nhà coi 12 giờ trưa nó sẽ như thế này ha. Đó. Mà ngắm nhiều lần cho nên mình biết rồi. Rút kinh nghiệm là biết rồi. Khi thấy mà cái nhị nó bung bung như vậy. Đó. Những cái cánh hoa nó bung bung như vậy là tối nay nó sẽ trổ nè. Đó. Nè. Cái này cũng tối nay sẽ trổ đó cả nhà. Đó. Này luôn. Tối nay là ít nhất là 10 bông. Nè. Thằng này cũng tối nay trổ luôn ha. Này nữa. Đó. Cái này luôn. Với ba cái này luôn. Cái này thì là bữa hổm nó bị gãy một cuốn Ina làm gãy một cái nhị. Đó. Thì mình sẽ review cho cả nhà coi nè. Ví dụ như thằng này là chưa nha. Em này chưa tại em này còn nhỏ, em này còn khép nhiều lắm. Ba em này chưa, nhưng mà này là đó. Này là sẽ tối nay trổ. Đây, tại vì khi mình thấy cái nhị á nó xòe ra như vậy là biết tối nay là nó sẽ trổ lắm. Dưới này nữa. Dưới này nữa nè, phía trong nè. Phía trong này. Phía trong này tối nay luôn. Dưới trên này nữa nè cả nhà. Đó. Cái này tối nay luôn. Tối nay ít nhất là khoảng 10 bông hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chắc 11, 12 bông đâu đó tối nay. Tối nay 12 bông. Này tối nay luôn nè. Còn cái này chưa nha cả nhà. Cái này khoảng 2, 3 ngày nữa. Cái này là khoảng 2 3 ngày nữa là mới tới. Cái này cũng chưa luôn nha. Cái này chừng 2 3 ngày. Đó. Ừ. Cái này cũng 2 3 ngày nữa mới trổ. Đó. Khi mà nó chưa đó là mình nhìn dễ biết lắm. Cái này nè. Nó nhọn tim luôn, nó kín mít à. Đó là chưa trổ. Nhưng mà một khi mà nó đã hở như vậy rồi là tối nay nó trổ hết. Nguyên cái vàng bên đây là tối nay trổ sắp hết luôn rồi. Đó. Bây giờ tối mình mới quay tiếp nha cả nhà. 7 giờ tối cả nhà ơi, nhắc này 7 giờ tối nó sắp sửa u vẹt rồi đó con. Trời ơi, công nhận nó nhanh thiệt, nó chưa từng thấy thiệt luôn cái nè. Hồi trưa nó còn khít mít luôn, bây giờ cái nè, 7 giờ tối. Con thử nha mẹ. Chưa thơm đâu, một chút xíu nữa đi, chừng khoảng 9 giờ nó mới thơm á con. Ừ, hả? Con thử đi. Chưa thơm luôn. Chưa đâu, chưa thơm đâu. Thấy không? Ừ. Nó chưa thơm đâu. Rồi cái nè. Nè. Thằng này trong đây nở luôn, với thằng dưới đó nở luôn nữa cả nhà. Dưới đó đó. Dưới đó nở luôn. Rồi mấy này nữa. 2 4 6 8 9 10 11 12 13 bông, 13 bông nở. 1 2 1 nè. 3 4 2 nè. 5 Đây nè. 3 4 5 6 7 8 1 2
9, 10, 11, 12. Dưới trong kia tuốt hút con kia một cái nữa. Đó, 13 bông. 13 bông. 12, 13. Đó, bây giờ 7 giờ tối. Giờ mình chút xíu mình sẽ canh tiếp nữa nha cả nhà. Chút xíu mình sẽ canh tiếp nữa. Nó nhanh lắm, nó nhanh phù lên. Hồi sớm nó chưa phù nhiều cả nhà, giờ nó phù lên nhiều đó. Chào mẹ ngửi bông đi. 8 giờ đó cả nhà. Thơm không? Thơm không? Thơm. Ừ, cái này nó chưa vẹt lại chưa thơm nè. Cái này nè, cái này xì lọc mắt. Sắp sửa mở. Ừ, thằng nó sắp sửa mở. Ừ. Thơm không con? Thơm đúng rồi hả? Phải không? Thơm đúng rồi. Đâu hửi nguyên chùm này coi. Hửi nguyên chùm đó. Hửi nguyên chùm bự luôn. Hửi nguyên chùm bự luôn. Nguyên chùm bự luôn. Thơm luôn. Rồi cái này thơm không? Nè. Cái này thơm không? Thơm luôn. Rồi hai tay Lina ôm. Ôi ôi quá trời luôn, ôm một đống luôn. Ôi ôi. Quá trời luôn. 8 giờ cả nhà. Đó, giờ cứ 8 giờ ra cách tiếng mình ra lần đi. Na đếm được mấy bông? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bông. 13 bông. 13 bông nở một lượt, trời ơi. Lần đầu tiên trong đời luôn á nha, trồng cái cây này mới được mà nhiều, thiệt là nhiều như vậy nè. Đây nè cả nhà, cái cây này là nuôi cũng được 6 7 năm rồi ha cả nhà, mà từ cái cây bự, cứ cây to mà mình lấy nhánh mình trồng, mình ươm ra thêm một cái chậu đó, thì năm nay năm đầu tiên nó được một bông duy nhất nha. Đây. Một bông duy nhất mà nó còn nhỏ, hơi nhỏ nhỏ nha cả nhà. Nó cao vậy chắc hôm nào mình phải cắt bỏ bớt á, tại vì nó ốm, nó cao quá. Đó, nó cao tuốt ở trên vậy nè. Chắc mình muốn sắp tới chắc sau khi bông nó tàn chắc mình sẽ cắt mấy này ra trồng lại, trồng xuống thấp lại. Ờ, chị Hai Quy, để mà dẹp cái bông vô cho Hai Ginh xe lên ha. Ừ, rồi. Đây nè cả nhà. Thôi đợi mẹ cái. Quá trời luôn nè cả nhà. Mình mới kéo nó ra để mình quay với chụp hình cho nó đẹp á. Đây. Nó kéo nó ra nè. Trời ơi, nó mịt trùm luôn ông ơi, quá trời đẹp. Thơm quá à. Hoa quỳnh nở dị diêm. Sớm nở tối tàn. Hoa tối tàn. Ừ. Ngày mai nó tàn. Cái này nó nở, ngày mai nó tàn đó con. Thì nó hửi chưa? Rồi con đạp xe đạp xích lên trước. Con đạp cái đó là đụng bông của mẹ, là ngã cây xích lên. Quá trời luôn, 13 bông luôn á cả nhà. 13 bông. Còn lại 10 bông nữa đó. 10 bông nữa chắc 2-3 ngày nữa. Nè. Mấy cái này 2-3 ngày nữa đó. Xong rồi. Nhắc này 9 giờ rưỡi cả nhà. Nãy giờ mình đã làm công chuyện. Đó, dọn dẹp tắm rửa cho nên quên. 9 giờ lúc không mới chạy ra. 9 giờ rưỡi mới chạy ra. Đó, trời ơi cả nhà ơi, nó thơm. Không thể nào tưởng tượng cái mùi của nó. Không có cái gì mà giống cái mùi của nó hết trơn á cả nhà. Trời ơi cái chùm. Mình nuôi cây này 7 năm ha. Cây này chị bạn mình nuôi mười mấy năm, 14 15 năm. Rồi không có bông, đưa qua cho mình 7 năm nay. Vì bắt đầu về tay của mình là bắt đầu có bông. Có bông bắt đầu năm đầu tiên là đã có một bông. Có tới bây giờ càng mỗi năm nó càng nhiều đó. Năm nay là năm nhiều nhất luôn. Năm nay là bội thu luôn đó. Đã hôm nay nở 4 đợt rồi. Mà giờ đợt này nó nhiều như vậy nè. Quá trời luôn cả nhà ơi. Trời ơi nó thơm không thể tưởng. Một hồi tối mình sẽ cắt vô, cắm vô bình chưng cả nhà. Hoa quỳnh lại nở về đêm. Hôm bữa có cái em bé, cái em gái dễ thương Thanh Nhã đó, guitar đó. Nhã nó nói là hoa quỳnh là lịch sử, là hoa để cho mấy nhà vua ngày xưa. Đó, ban ngày phải lo việc nước, ban đêm thư giãn ngắm hoa quỳnh. Mình mới biết, chứ thôi mình đâu có biết đâu. Với em ấy bình luận, em ấy nói như vậy đó. Lời hoa của quý tộc vua chúa đây ngửi hả? Quá trời nó thơm. Bông tới gốc luôn. Cây này là
cây cả hơn 20 năm tuổi ha. Đó, 22 năm tuổi. Còn cây này 6 7 năm được một bông đầu tiên cả nhà. Thấy không? Đó, một bông đầu tiên. Rồi mình còn đợt sau nữa, một đợt nữa nha cả nhà. Còn đợt sau mình quay nữa, làm clip nữa. Năm nay làm clip hai lần rồi, lần này lần thứ ba. Rồi mình đi chơi bị hụt một lần nữa, lần thứ tư, đã nở 4 lần nữa cả nhà. Đó, mình về mình thấy nó tàn. Đó, năm này 9:30. Mà chưa bự nhiều đâu, chút sẽ bự nhiều nữa đó cả nhà. Cả nhà ơi, đây là mình nữa đây. Nhắc này là 10:30 đêm nha cả nhà. Ngủ hết trơn rồi đó, không có còn ai thức hết trơn, cha con nó ngủ hết luôn. Mình cũng đáng lẽ phải ngủ sớm đi làm, nhưng mà vì bông nở cho nên mình phải thức, mình ngắm, mình ngửi. Ngửi mình làm YouTube luôn. Đó, mình thức mình canh mình đi trả nợ YouTube thì mình quay bông luôn. Chứ một năm nhà nó nở có một lần à, mà nó nở có một đêm rồi nó tàn à. Mà thức không thức canh thì uổng quá cả nhà. Đó, cho nên là giờ mình phải thức mình ngắm nó. Bên đó em để lôi có một mình em mà phải, hồi nãy có Lina nó còn trò chuyện líu lo rồi với mình, nó ra nó hửi, nó thơm, nó khen quá trời quá đất luôn. Tại vì ngày mai nó phải đi học á cả nhà, cho nên là mình không có cho Lina thức đó. Đây cả nhà, cái cây này mình kéo nó ra cho nó, cho nó quá trời luôn. Ngày xưa mình nhỏ xíu mà nói Việt Nam á, cô mình ấy có một cây mà lâu nay mình không có hỏi, đến bữa nào mình điện thoại Việt Nam mình hỏi cây còn trồng không, lâu quá không biết nhà cô còn cái cây này hay không nữa. Đó, thơm ơi là thơm luôn, mới hồi trưa bích chịch luôn. Bây giờ mình sẽ cắt mấy bông nha cả nhà, mình bỏ vô bình nước mình chưng để mình trong chút xíu mình quay lại mình coi nó còn thơm không. Hiện giờ thì nó rất là thơm cả nhà. Ôi là la, thơm quá trời thơm luôn cả nhà. Trời ơi, rồi cái mùi, cái mùi nó thơm. Ôi quá trời thơm, thơm gì đâu luôn á. Ôi là la, sao mà đẹp chi mà đẹp quá trời đẹp, chẳng biết nữa. Đó, 10:30 chắc chút xíu nữa nó sẽ bung to hơn tí nữa cả nhà. Mình cắt mấy bông nha cả nhà, mình cắt mấy bông để mình cho vô bình chưng nha. Những cái bông này ở dưới này để mình cho vô cái bình, mình sẽ chưng ra nước để mình coi ngày mai nó tọt lại hay không, hay nó nở nha, mình thử mình mới biết cả nha. Đây cả nhà, chỉ có 4 bông thôi mà nó đẹp như vậy nè cả nhà. Trời ơi khủng khiếp, nó đẹp ha, 4 bông. Đó, bây giờ mình cho vô cái bình nước mình chưng. Đây, cuốn của nó nè, nó dài, nó cong như vậy nè. Đó, cong như vậy nè. Rồi, mình cắt 5 bông luôn á. Cuối cùng mình phải cho 5 bông vô nước luôn. Nhưng mà cái cây bông này nó cong vậy đó, cái nhánh nó cong vậy đó cả nhà, cho nên mình không có chưng nó thẳng được ha, nhìn nó không được đẹp gì mấy ha. Phải để lên trên cao á thì nhìn nó mới đẹp. Mà cái bình của mình nó chỉ như vậy thôi à, không có cái bình nào mà để mà thấy nó rõ chút xíu á. Đó, bây giờ nó lên trên cái mái nè. Đó, như vậy để cho nhìn thấy cái bông này. Đó, hình như là cắt vô nước nó không thơm nữa hay sao cả nhà, để mình thử nha. Thì nó vẫn còn thơm nhưng mà nó rụng, cả nhà thấy không nè. Đó, nó rụng cái nhị thơm của nó. Đó, nó rụng cái đó. Mình đụng nó rụng. Nhưng mà để trên nhánh nó không rụng nha cả nhà. Đó, cái đó là cái nó làm thơm đó. Mình cắt vô thêm 3 bông nữa nè cả nhà. Đó,
4, sau đó 1 là 5, xong giờ mình cắt thêm 3 bông nữa. Tại vì mình thấy để ngày mai sáng nó cũng tàn uổng quá, nên giờ mình đem vô nhà mình chưng nha cả nhà. Mình ngửi cái, ôi la la, trời ơi nó thơm, thơm mịt nồng luôn cả nhà ơi. Đi ngủ mà tiếc á, giờ này đi ngủ mà tiếc không có ngửi được nữa. Bây giờ mình để đây coi sáng mai mình thức dậy nó còn thơm không nha cả nhà ơi. Đây, để coi ngày mai nó còn thơm không. Thử coi. Năm nay được nhiều quá cho nên mình mới cắt vô bình kiểu này đó. Quá trời đẹp cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ là 11 giờ đêm nha cả nhà. Mình ra quay cái này là cái lần cuối nha. Xong rồi mình sẽ kết thúc clip luôn. Mình đi ngủ tại vì sáng phải đi làm sớm á cả nhà. Đó. Trời ơi, nó thơm quá trời luôn cả nhà ơi. Rồi bây giờ hồi nãy mình cắt mấy bông vô rồi đó. Nhắc này mình thấy trong nhà thơm lắm. 5 bông. Mình cắt 5 bông vô, ở đây còn lại 1 2 3 6 7 8 bông. Hôm nay mình có 13 bông nha cả nhà. Đó. Bây giờ mình còn ở đây được 8 bông nè. 5 bông mình cho vô bình. Chắc mình cắt thêm 2 cái nữa không? 2 3 cái nữa đi chứ giờ mình không cắt thì tới sáng ngủ dậy nó cũng tớp rồi cả nhà. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip ở đây luôn nha cả nhà. Mình xin cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ gia đình của Family Edina. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nữa nha. Mình xin bye bye, xin chào. Rồi, bye bye mấy Hoa Quỳnh luôn nha. Hẹn gặp lại bữa khác nha.